Mexico thả tự do cho thủy quân lục chiến John Hama tin từ Mexico City. Chính quyền Mexico đã phóng thích anh John Hama là một cựu thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã bị bắt giữ trong tháng 8 vì sở hữu một khẩu súng săn. Theo gia đình của anh Hama nói rằng anh ta đã qua Mexico trong lúc định đi lướt sóng Costa Rica. Hama đã trình khẩu súng cho giới chức quan thuế và bảo vệ biên giới Hoa Kỳ. Cha mẹ và luật sư biện hộ nói rằng Hama đã tới trạm kiểm soát của Mexico để đăng bộ khẩu súng và bị bắt tại đây, và cũng như là bị giam tại một nhà tù dùng để giam thành phần tội phạm băng đảng ma túy. Theo Tòa đại sứ Hoa Kỳ, Hama sở hữu vũ khí, có thể giết người, có thể bị tuyên án 12 năm tù. Chiều hôm qua, anh Hama được đưa ra khỏi nhà tù Matamoros bằng xe của tòa lãnh sự và chiếc xe được cảnh sát hộ tống tới biên giới Hoa Kỳ. Theo các viên chức tòa án, Hama được thả tự do và không bị truy tố. Hama bị bệnh tâm thần sau cái chết của một người bạn trong lúc phục vụ tại chiến trường Iraq và mới hoàn tất sự chữa trị tại một trung tâm ở tiểu bang California.